quý vị, Thủ tướng chủ trì hội nghị lần thứ 3 của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng, công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2023. Đó là một số thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình thời sự chiều nay. Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị lần thứ 3 của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng. Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2023. Gỡ vướng pháp lý, xây dựng nhà ở vừa túi tiền. Thưa quý vị, Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về đồng bằng sông Hồng là hoàn toàn đúng đắn, đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và đạt kết quả cân đo đong đếm được, tạo niềm tin mới, động lực mới, khí thế phát triển mới. Tới đây, các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng phải đẩy mạnh yếu tố truyền thống, liên kết, bứt phá, bao trùm, toàn diện và bền vững. Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị lần thứ 3 Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng diễn ra vào sáng nay, mùng 9 tháng 5 tại Hà Nội. Sự hội nghị có Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng và lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo của 11 tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Hồng, thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình, các chuyên gia, các nhà khoa học. Hội nghị tập trung thảo luận về việc triển khai thực hiện quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch vừa được phê duyệt, tình hình một năm thực hiện nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về phát triển vùng và chương trình hành động của Chính phủ triển khai nghị quyết 30, rà soát cơ chế chính sách đặc thù vùng, kế hoạch điều phối hội đồng vùng năm 2024, tình hình triển khai các dự án trọng điểm của vùng. Các ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị đánh giá cao quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng đã được xây dựng hết sức khoa học, công phu, kỹ lưỡng trên cơ sở phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh cũng như khắc phục những tồn tại hạn chế của vùng. Quy hoạch đã đưa ra được quan điểm tầm nhìn, mục tiêu phát triển trọng tâm, đột phá, phương án phát triển, giải pháp, chính sách ưu đãi, nguồn lực thực hiện quy hoạch thời gian tới. Quy hoạch vùng sẽ mở ra tầm nhìn và không gian phát triển mới, tạo động lực giá trị mới trong bức tranh tổng thể về phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bằng sông Hồng nói riêng và cả nước nói chung. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị là hoàn toàn đúng đắn, được tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và đạt kết quả cụ thể. Các bộ ngành, cơ quan địa phương đã triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị một cách đồng bộ, bài bản theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và rút được kinh nghiệm quý, bài học tốt từ việc triển khai các nghị quyết khác, bảo đảm đúng quy trình, quy định hơn, đổi mới sáng tạo mạnh mẽ hơn. Theo Thủ tướng, quy hoạch được xây dựng với tư duy mới, tìm ra thúc đẩy phát triển tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của vùng, đã hoàn thiện hồ sơ tổng kết, xây dựng luật thủ đô sửa đổi, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7. Đồng thời, trình Quốc hội ban hành nghị quyết số 106 về thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ, trong đó cho phép áp dụng đối với một công trình giao thông đường bộ quan trọng của vùng. Đáng chú ý, 7 trên 20 dự án quan trọng của vùng đã được khởi công và đang hoàn thiện các thủ tục để khởi công tiếp 8 dự án theo đúng kế hoạch đề ra. Cùng với biểu dương sự cố gắng của các bộ, ngành, cơ quan, đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương trong vùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính còn chỉ rõ 3 cái thiếu là thiếu quỹ đất, thiếu cơ chế đột phá và thiếu nhân lực chất lượng cao trong ngành công nghiệp. Vùng cũng có 5 hạn chế về tính liên kết, hạn chế trong bảo đảm an ninh nguồn nước và an ninh năng lượng, hạn chế về quy mô năng lực quản lý cạnh tranh của khu vực doanh nghiệp, hạn chế trong ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hạn chế trong quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu hoạt động của Hội đồng điều phối vùng tiếp tục bám sát, nghiêm túc, quyết liệt trong triển khai nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị. Các chỉ tiêu, nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể tại chương trình hành động của Chính phủ, quy hoạch vùng, các kết luận của Hội đồng. Quy hoạch thì là một bước quan trọng, nhưng mà phải tổ chức thực hiện cái quy hoạch này thế nào cho nó có hiệu quả. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội, vì quy hoạch có tính lâu dài, mang tính chiến lược. Quy hoạch phải có tư duy đổi mới,
Nhưng mà thực hiện quy hoạch thì phải phân kỳ, phải căn cứ vào cái nguồn lực cụ thể để chúng ta làm. Nhưng mà lại phải chọn cái điểm ưu tiên, chứ không thể dàn trải được. Cái phương châm là truyền thống, liên kết, bứt phá, bao trùm, toàn diện và bền vững. Về quy hoạch, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tổ chức thực hiện thực chất, không hình thức, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Quy hoạch có tính lâu dài, mang tính chiến lược, nhưng thực hiện phân kỳ, căn cứ điều kiện phù hợp nguồn lực, triển khai công việc có trọng tâm, trọng điểm, đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là tăng thu, tiết kiệm chi, thúc đẩy hợp tác công tư trong phát triển hạ tầng chiến lược, lấy vốn đầu tư công dẫn dắt và kích hoạt mọi nguồn lực xã hội, đẩy mạnh thông tin truyền thông để nhân dân hiểu, nắm rõ, ủng hộ, làm theo, giám sát việc thực hiện quy hoạch và thụ hưởng với tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành trung ương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tổ chức giám sát, kiểm tra thực hiện quy hoạch vùng, thường xuyên rà soát kiểm điểm rút kinh nghiệm, bổ sung báo cáo cấp có thẩm quyền, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế. Phối hợp hỗ trợ hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho vùng và các tỉnh, thành phố trong vùng, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện quy hoạch. Thưa quý vị, chiều nay tại nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã chủ trì cuộc họp xin ý kiến lãnh đạo Quốc hội về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi và dự thảo luật công đoàn sửa đổi. Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội dự kiến sẽ thông qua 10 luật, cho ý kiến về 11 dự án luật, trong đó có dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi và dự án luật công đoàn sửa đổi. Đây là hai dự án luật khó, nhất là luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng quy định trước khi trình Quốc hội, bởi đây là dự án luật có liên quan đến nhiều đối tượng, tới người lao động với nhiều vấn đề đáng quan tâm như rút bảo hiểm xã hội một lần, vấn đề tiền lương. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, đây là những dự án luật khó, cần có sự thống nhất giữa Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao, đồng thời tính toán đến khả năng thực hiện. Sáng nay tại Hải Phòng, đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia và xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không có tội phạm về ma túy. Đại tướng Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước sự phát triển chung của thành phố, các kết quả thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 16 Đảng bộ thành phố, tình hình quốc phòng an ninh được bảo đảm. Đại tướng cũng cho biết thêm, tinh thần buổi làm việc nhằm kiểm tra việc thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới tại thành phố Hải Phòng. Kiểm điểm về công tác phối hợp trong bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố và việc triển khai thực hiện đề án 06, quản trị quản lý xã hội phục vụ người dân doanh nghiệp một cách công khai minh bạch, nghiên cứu tham mưu xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Sáng nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì kiểm tra công trường dự án Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam giai đoạn 1. Dự án Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam là dự án lớn trọng điểm của Bộ Quốc phòng. Khi hoàn thành sẽ là công trình lịch sử văn hóa có quy mô tương xứng với tầm vóc lịch sử dựng nước và giữ nước hơn 4.000 năm của dân tộc, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và là điểm nhấn về kiến trúc của thủ đô Hà Nội. Đại tướng Lương Cường ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm chủ động của Ban quản lý dự án, các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các nhà thầu, các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và toàn thể cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trực tiếp thi công công trình. Đến thời điểm này, dự án đã cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra trong giai đoạn 1 và bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang bị chất lượng. Để bảo đảm tiến độ theo đúng kế hoạch đề ra, các đơn vị liên quan cần bám sát các mốc thời gian chính, nhất là trước dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành địa phương về hai dự thảo nghị quyết.
thí điểm tách công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập. Cùng với đó là nghị quyết phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc tách công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng là nội dung tương đối mới. Hiện nay, số lượng dự án được áp dụng còn ít, quy mô thu hồi đất khá đa dạng, số bộ cơ quan địa phương được phép áp dụng còn hạn chế. Thời gian thí điểm chưa lâu, khó bóc tách để đánh giá hiệu quả cụ thể thực hiện công tác giải phóng mặt bằng nói riêng và thực hiện dự án tổng thể nói chung. Do đó, chính sách này cần tiếp tục được thí điểm việc tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập đối với một số dự án theo đề xuất của các bộ cơ quan địa phương. Thực hiện thí điểm cần làm rõ dự án địa phương, thời hạn cụ thể, bảo đảm tính khả thi trong thực hiện, đi kèm với đánh giá so sánh với các dự án tương đồng sau quá trình thí điểm. Đối với việc xây dựng các chính sách thí điểm, cần bảo đảm đầy đủ, dễ triển khai, khả thi trên thực tế, tránh tình trạng quy định không đầy đủ dẫn đến vướng mắc khi thực hiện trình tự thủ tục. Đối với nghị quyết phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, mục đích để tạo sự chủ động cho địa phương và bảo đảm linh hoạt trong chỉ đạo điều hành quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh, đơn giản hóa các quy trình thủ tục trong hoạt động lập ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh, phù hợp với thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bảo đảm trình tự, thủ tục, điều khoản chuyển tiếp cần thiết để sau khi ban hành nghị quyết có thể thực hiện được ngay mà không cần phải chờ ban hành thêm hướng dẫn thi hành. Bảo đảm phù hợp, đồng bộ với quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương, pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan khác. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Kế hoạch Đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các dự thảo nghị quyết báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 8 tới đây, sớm đưa các chính sách vào cuộc sống. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ công bố báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2023. Qua khảo sát từ 11.000 doanh nghiệp trên cả nước, Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu danh sách với 71,25 điểm, trong khi thành phố Hà Nội tụt 8 bậc. Năm 2023, Quảng Ninh tiếp tục lần thứ 7 duy trì vị trí quán quân về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tiếp đến là các địa phương Long An, Hải Phòng, Bắc Giang, Đồng Tháp. Đây đều là những địa phương được các doanh nghiệp đánh giá cao về chất lượng, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ cắt giảm gánh nặng chi phí không chính thức cho doanh nghiệp. Đồng hành cùng với doanh nghiệp trong suốt những năm qua, chính vấn đề đó biến từ cái Đồng Tháp, từ một cái tỉnh quốc nẻo, vùng sâu, vùng xa, hiện nay trở thành một cái tỉnh tiên phong có nhiều cái sự sáng kiến đổi mới. Và được cái cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất là cao trong cái bản đồ của xếp hạng BGI. Đáng chú ý là trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ có duy nhất Hải Phòng góp mặt trong top 10 của bảng xếp hạng năm nay. Trong khi đó, Cần Thơ xếp thứ 14, Đà Nẵng ở vị trí thứ 16, Thành phố Hồ Chí Minh giữ vị trí thứ 27 và Hà Nội xếp ở vị trí thứ 28, tụt 8 bậc so với năm trước. Năm 2023 rõ ràng là một năm đối với doanh nghiệp là một năm nhiều chông gai, nhiều thách thức. Và cái điều tra doanh nghiệp cũng thể hiện điều đấy. Trọng tâm của năm 2024 này đối với nhiều chính quyền địa phương là cần phải hỗ trợ doanh nghiệp để vượt qua khó khăn. Và có lẽ giải pháp hỗ trợ năm nay là cần phải đậm nét hơn, cần phải thực chất hơn và cần phải đi tới được doanh nghiệp nhiều hơn. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cũng đã công bố chỉ số xanh cấp tỉnh 2023, đánh giá và xếp hạng các địa phương thân thiện với môi trường. Theo đó, 5 tỉnh dẫn đầu là Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hưng Yên và Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nhằm giúp công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực có bước tiến mới, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn, Hội thảo phòng chống tham nhũng tiêu cực, những thành tựu hạn chế và giải pháp do Ban chủ nhiệm câu lạc bộ Thăng Long đã được tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Hội thảo có sự tham dự của 160 hội viên với 130 bài tham luận, trong đó có 12 tham luận trực tiếp với chủ đề phòng chống tham nhũng tiêu cực, thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp. Các chuyên gia, hội viên đã trình bày thảo luận nhiều vấn đề quan trọng như phòng chống tham nhũng tiêu cực là nhiệm vụ trọng yếu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, công tác phòng chống tham nhũng trong hoạt động báo chí, những tiêu cực, hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng. Trong 10 năm trở lại đây, từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban chỉ đạo, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu với quyết tâm chính trị rất cao,
không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, rõ rệt, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao và quốc tế ghi nhận. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm. Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp trong những tuần gần đây, nắng nóng xảy ra trên khắp cả nước. Công suất đỉnh hệ thống điện liên tục đạt đỉnh mới và dự báo trong tháng 5 năm 2024, nhu cầu phụ tải tăng cao, công suất cực đại của hệ thống điện có thể lên tới 49.000 MW. Để đối phó với các thách thức này, thì hệ thống điện quốc gia đã áp dụng hàng loạt giải pháp trong vận hành. Tuy nhiên, thì chìa khóa để đảm bảo điện an toàn và ổn định lúc này đó chính là giải pháp tiết kiệm điện. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, nhu cầu phụ tải điện thực tế tăng khoảng 11,4% so với cùng kỳ năm 2023. Để đối phó với các thách thức này, hệ thống điện quốc gia đã áp dụng hàng loạt giải pháp trong vận hành. Tuy nhiên, giải pháp hữu hiệu nhất lúc này chính là tiết kiệm điện và dịch chuyển giờ sản xuất từ cao điểm sang thấp điểm. Hiện bây giờ toàn bộ công ty từ khối văn phòng cũng như là nhà máy được thay bằng bóng đèn LED để giảm thiểu những cái tiết kiệm đó. Và đồng thời kêu thêm nữa là 2 năm rồi, từ 2021 đến 2022, công ty đầu tư dây chuyền mới, tức là đầu tư chiều sâu chứ không phải đầu tư mở rộng. Khi ra khỏi nhà là tắt các trang thiết bị cần thiết và không sử dụng nhiều cái máy móc sử dụng tốn điện trong một lúc, và trong lúc cao điểm thì chúng tôi cũng là sử dụng việc đi thật cần thiết. Các mức tăng trưởng cao về nhu cầu tiêu thụ điện là sức ép nặng nề với ngành điện. Điều chỉnh phụ tải hay dịch chuyển giờ sản xuất, tránh giờ cao điểm trong ngày đang ngày càng hiệu quả. Doanh nghiệp thực hiện đề án thì cái điều đầu tiên là họ được đảm bảo cấp điện ổn định, không có cái việc vượt công suất để nguy cơ của quá tải là sự cố khẩn cấp. Cái thứ hai là khi mà dịch chuyển vào cái giờ cao điểm này mà họ dùng vào giờ thấp điểm thì họ được lời về giá. Về giờ cao điểm thì cao hơn cái giá thấp điểm khoảng cỡ gần 2,5 lần. Dự kiến nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian cao điểm mùa hè từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2024 dự báo tăng trưởng cao lên tới 13%, cao hơn so với kế hoạch khoảng 9,6%. Riêng nhu cầu tiêu thụ điện của miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với năm 2023. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, ý thức trong việc tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp quan trọng góp phần bảo đảm đủ điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt thời gian tới. 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 4,8 tỷ đô la Mỹ, tức là tăng khoảng 23,7% so với cùng kỳ năm 2023. Với đà tăng trưởng hiện tại thì dự báo là ngành gỗ sẽ có nhiều triển vọng khả quan trong năm 2024. Đây là doanh nghiệp chuyên xuất khẩu các sản phẩm gỗ nội thất sang các thị trường châu Âu, châu Mỹ. Từ đầu năm 2024 đến nay, doanh nghiệp đã ký kết thêm được nhiều đơn hàng mới, hồi phục đạt 70-80% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp lạc quan khi các khách hàng đã trở lại và thông báo về lượng hàng dự định sẽ đạt sắp tới. Hiện tại là đơn hàng của chúng tôi thì có một số dòng hàng đã có đơn hàng đến hết năm. Năm nay là dự báo kinh tế của châu Âu và Mỹ có sự sụt giảm, cho nên là chúng tôi cũng cố gắng phát triển thêm các thị trường mới như là thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc. Theo Tổng cục Hải quan, ước tính tháng 4 năm 2024, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,2% so với tháng 3 năm 2024 và tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2023. Hiện Mỹ là thị trường xuất khẩu chủ lực của ngành gỗ. Tại các cái thị trường lớn như thị trường Hoa Kỳ, thị trường Nhật Bản, thị trường EU, thị trường Hàn Quốc ấy, thì có vẻ như là cái lòng tin của người tiêu dùng đã khá hơn. Và những cái hàng tồn kho trước đây người ta nhập khẩu từ Việt Nam chúng ta để tích trữ, để phân phối trong cả năm thì có vẻ như đã giảm đi. Và các nước thì bắt đầu đã có cái đơn hàng, thì đấy là cái tín hiệu tích cực. Thời gian qua, doanh nghiệp ngành gỗ đã nhanh chóng nghiên cứu xu hướng thị trường và chuyển đổi từ gia công xuất khẩu sang thiết kế các mẫu mã mới, đẹp mắt và có chất lượng tốt. Đây là tín hiệu tốt cho thấy ngành chế biến gỗ và nội thất Việt Nam đang từng bước nâng cao vị thế và thương hiệu trên thị trường quốc tế. Trong phần tiếp theo của chương trình, gỡ vướng pháp lý, xây dựng nhà ở vừa túi tiền. Thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long.
Thưa quý vị, ngày hôm nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc hội thi Hội thao Quốc phòng Thể dục Thể thao Lực lượng Vũ trang Thành phố năm 2024 với sự tham dự của hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ Lực lượng Vũ trang 21 quận huyện thành phố Thủ Đức và các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Công an, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Hội thi Hội thao Quốc phòng năm nay được chia làm 3 khối thi đấu, khối đơn vị, khối quận huyện và khối dân quân tự vệ. Trong đó, khối đơn vị gồm 15 nội dung như điều lệnh đội ngũ khối, vượt vật cản K-16, chiến sĩ khỏe, bơi vũ trang, chạy vũ trang 3.000m vượt chướng ngại vật, võ chiến đấu tay không. Khối địa phương thi đấu 21 nội dung như 4 môn thể thao quân sự phối hợp, bắn súng tiểu liên AK, bắn súng K-54, chạy việt dã 7.000m và khối dân quân tự vệ với các nội dung võ chiến đấu tay không, chạy việt dã, bơi vũ trang, 5 kỹ thuật băng bó cấp cứu và chuyển thương hỏa tuyến. Hội thao là dịp để lực lượng vũ trang thành phố biểu dương sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn và đồng thời để lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị. Thưa quý vị, tàu cao tốc tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Côn Đảo dự kiến sẽ khai trương vào ngày 13 tháng 5 tới, giá vé từ 615.000 đến 1,1 triệu đồng một lượt tùy theo hạng vé, thời điểm xuất phát. Dự kiến mỗi ngày tàu hoạt động một chuyến, xuất bến lúc 8 giờ sáng tại cảng Sài Gòn Hiệp Phước, thời gian hành trình khoảng 5 giờ chiều với cự ly 230 km. Đại diện Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh nhận định việc sớm khai thác tuyến tàu cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Côn Đảo đóng vai trò lớn trong phát triển giao thông, du lịch, liên kết vùng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời góp phần giải quyết câu chuyện quá tải hàng không đi Côn Đảo suốt những năm qua. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, cầu vượt tạm thứ 2 ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được thông xe trong vài ngày tới đây. Dự án được kỳ vọng sẽ giúp giải tỏa ùn tắc giao thông quanh khu vực này. Cầu vượt tạm thứ 2 có quy mô 2 làn xe ngay giao lộ Trần Quốc Hoàn, Phan Thúc Duyện, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh là phương án nhằm giảm thiểu tình trạng ùn ứ giao thông ở khu vực cửa ngõ Tân Sơn Nhất trong quá trình mở rộng rào chắn thi công hầm chui qua dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa. Sau khi cầu vượt tạm thứ 2 hoàn thành, giao lộ Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện được hoàn trả lại 5 làn xe. Cũng theo Ban Giao thông, toàn dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa hiện đạt khoảng 50% tiến độ, hầm đầu tuyến đã đạt 65%. Thưa quý vị, luật đất đai 2024 được xem là một bộ luật tương đối toàn diện với những quy định cụ thể trong việc gia tăng tính minh bạch cũng như là tháo gỡ nút thắt của thị trường còn tồn đọng hiện nay. Do đó, việc các điều khoản của luật đất đai 2024 được thi hành sớm hơn dự kiến là điều hoàn toàn có lợi cho thị trường cũng như là doanh nghiệp. Đầu tháng 5, Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị quyết của Quốc hội cho phép luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, sớm hơn 6 tháng so với hiện nay. Đồng thời, luật đất đai 2024 cũng đang trong lộ trình tương tự. Nhiều chuyên gia kỳ vọng việc ba bộ luật liên quan chặt chẽ đến thị trường bất động sản đồng thời có hiệu lực sớm sẽ giúp thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, đặc biệt sẽ là công cụ pháp lý ngăn chặn thổi giá bất hợp lý như thời gian qua. Rõ ràng thì các cái quy định ở trong cái luật đất đai của chúng ta cũng như luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở trong cái thời gian tới thì đều quy định các cái nội dung là để tháo gỡ những cái khó khăn, những cái vướng mắc và những cái hạn chế khiến cho cái thị trường bất động sản của chúng ta chưa thật sự phát triển một cách lành mạnh và bền vững trong thời gian vừa qua. Do đó thì tôi kỳ vọng rằng cái việc mà cả ba cái luật này sẽ được có hiệu lực thì sẽ giúp cho thị trường bất động sản có thể vượt qua được những cái hạn chế bất cập và những cái thách thức mà đã hình thành trong cái thời gian vừa qua. Ngoài cái pháp lý, ngoài cái nguồn vốn ra thì còn một cái vấn đề nữa cho rằng cũng phải tháo gỡ. Đấy là cái về cái quy trình, trình tự thủ tục của tất cả các cái nghĩa là dự án đầu tư nhà ở thương mại, nhà ở nói chung và đặc biệt là các khu đô thị hiện nay, để cho các cái địa phương người ta thống nhất trong cái quy trình đó, người ta làm mà nó không bị vướng và nó cũng phải là một cái rào cản mà hiện nay là cũng đang là một cái vấn đề rất nghẽn và rất khó khăn đối với các cái doanh nghiệp.
Cùng với ba bộ luật, thời gian tới các cơ quan quản lý cần tập trung tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thực hiện các dự án bất động sản tại các địa phương, đặc biệt trong khâu giải phóng mặt bằng, giao đất, xác định giá đất để tăng nguồn cung cho thị trường, tập trung điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, của doanh nghiệp, của dự án bất động sản. Các chính sách mới sẽ là động lực để thị trường gia tăng nguồn cung các dự án nhà ở vừa túi tiền, giúp ổn định thị trường bất động sản. Thưa quý vị, nhằm giúp các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, thúc đẩy liên doanh liên kết, chuyển giao công nghệ trong ngành y tế, triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 31, Việt Nam MediPharm 2024 đã chính thức khai mạc vào sáng ngày 9 tháng 5 tại Hà Nội. Với quy mô hơn 550 gian hàng, Việt Nam MediPharm 2024 quy tụ 350 đơn vị tham dự, giới thiệu các thành tựu sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất trong ngành y tế của các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ như Ấn Độ, Ba Lan, Bỉ, Cộng hòa Liên bang Đức. Trong khuôn khổ triển lãm đã diễn ra các hoạt động quan trọng của ngành y dược như hội thảo giao thương, tìm hiểu thị trường vật tư, thiết bị nội soi, tương lai của y tế và chăm sóc sức khỏe, công nghệ thông minh và chuyển đổi số ngành y dược, AI và data trong y tế thông minh và y tế số. Triển lãm Việt Nam MediPharm 2024 sẽ mở cửa đón khách tham quan từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 5 tại Cung Văn hóa Hữu nghị, số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sáng nay, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về trường hợp ca ghép thận thành công đầu tiên ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo thông tin, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, sau gần 3 năm chuẩn bị trang thiết bị đến nguồn nhân lực, bệnh viện đã được Bộ Y tế công nhận là đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật lấy ghép thận từ bệnh nhân tự nguyện đăng ký chờ ghép thận. Ngày 25 tháng 4, hơn 20 bác sĩ, nhân viên y tế của ekip Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện Chợ Rẫy do Phó Giáo sư Bác sĩ Thái Minh Sâm trực tiếp hỗ trợ bước vào ca lấy ghép thận đầu tiên cho nam bệnh nhân 34 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre. Sau 2 tuần tiến hành phẫu thuật lấy thận, cả người hiến và người nhận đã bình phục, sức khỏe ổn định, các chức năng thận của bệnh nhân đã phục hồi gần như bình thường. Với sự thành công của ca lấy ghép này, Bệnh viện Đa khoa Trung ương trở thành trung tâm ghép thận thứ 26 tại Việt Nam. Hiện đã có thêm 3 cặp trường hợp khác đăng ký quy trình để hiến và ghép thận tại bệnh viện. Các trường hợp này sẽ được tư vấn kỹ càng, đồng thời thực hiện các xét nghiệm sàng lọc, đánh giá khả năng phù hợp để xem xét, chỉ định ghép thận trong thời gian tới. Thưa quý vị, người dân sinh sống và nuôi trồng thủy sản tại khu phố Thạch Động, phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đã có đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý các cơ sở nuôi tôm công nghiệp trực tiếp xả thải, thức ăn dư thừa, tôm phân hủy, thối rữa ra môi trường, khiến cho tôm cua của hộ nuôi Quảng Canh chết hàng loạt. Theo nội dung đơn phản ánh của một số hộ dân khu phố Thạch Động, phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, là các hộ nuôi công nghiệp tại đây xả thải, bơm bùn, thải trực tiếp ra kênh Đồn Tả và kênh Bà Lý, phường Mỹ Đức, không qua xử lý, có mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, làm tôm, cua, cá chết hàng loạt. Hiện đã có 9 hộ nuôi tôm Quảng Canh, khu vực ấp Bà Lý bị thiệt hại với diện tích gần 45 hectare, trị giá gần 2 tỷ đồng. Vừa qua, Công an thành phố Hà Tiên cũng đã lập biên bản, lấy mẫu xét nghiệm mức độ ô nhiễm để có hướng xử lý. Việc nuôi tôm công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Tiên phát triển mạnh 3 năm trở lại đây, địa phương khuyến khích tạo điều kiện để người dân chuyển đổi để phát triển nuôi tôm theo hình thức công nghiệp để tăng sản lượng. Trong quá trình nuôi, ngành chuyên môn cũng đã hướng dẫn người nuôi phải có ao lắng, xử lý bùn, không thải thẳng trực tiếp ra môi trường, tránh ảnh hưởng đến các hộ khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa có công văn yêu cầu 9 huyện miền núi khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp ổn định dân cư năm 2024, bảo đảm tiến độ thực hiện nghị quyết số 23 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo nghị quyết này, thì giai đoạn 2021-2025, tỉnh Quảng Nam sẽ tái định cư cho gần 8.000 hộ gia đình tại 9 huyện miền núi. Quảng Nam yêu cầu các huyện miền núi khẩn trương rà soát, phân bổ vốn và chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã xây dựng phương án tái định cư đối với đúng đối tượng quy định. Ủy ban Nhân dân các xã liên quan phối hợp với các phòng chức năng của huyện rà soát quỹ đất trên địa bàn, bố trí đất ở cho các hộ thực hiện công tác sắp xếp, ổn định dân cư, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ sạt lở đất khi mùa mưa lũ xảy ra, nhất là các điểm bố trí tập trung. Yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia
các cơ chế, chính sách khác để đầu tư xây dựng các khu tái định cư tập trung, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác sắp xếp dân cư, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện ổn định dân cư, nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, chủ động giải quyết theo đúng thẩm quyền. Đến đây thì chương trình thời sự chiều nay của Truyền hình Nhân dân cũng xin được dừng lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.